Hello, chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Lúc Tôi Vlog nha. Hôm nay tôi giới thiệu cô chú anh chị một điểm bán bánh cuốn bánh nước ở số 22 đường Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7 nha cô chú anh chị. Chỗ này khá là nổi tiếng nha, bánh nước bánh cuốn nhân ha. Ở đây đặc biệt là bánh cuốn người ta tráng bằng máy nha cô chú anh chị. Bằng máy chứ không phải như mấy chỗ kia bán là cũng bằng tay nha cô chú anh chị. Thì anh chủ đây nè, anh chủ là nhân anh đứng ngoài. Đó, cái anh mà đeo cái túi sách á, mới vừa lại xin phép ảnh quay chia sẻ của chú chị mình xem nha. Đây đó, cái máy cuốn, cái máy làm bánh cuốn này nha cô chú chị, chài anh đang làm. Ở đây bánh cuốn bán khá là đắt luôn, đứng ở đây rất là nhiều khách tới mua luôn cô chú chị. Đây, cái thao nhân nè, ở trong này cũng thấy có nấm mèo, cà rốt, thấy thịt sẵn. Máy lúc nào khói cũng như lúc à, xô bột đây nè, còn chạy làm đang làm bánh cuốn trứng ha, trứng nè à, đổ ra cái khuôn ha, nó mình thấy tới 2-3 cái khuôn luôn. Khá là lớn rồi, cái gì này nó hình giống như hình vuông luôn rồi, để nhân lên đi ăn bánh cuốn nhiều chỗ rồi, chỉ thấy chỗ này người ta đổ bằng máy rồi đó, cái đó chính rồi đó, cái chỗ kia bằng tay không à, bằng tay nó hơi lâu, cái này bán rất là đông nên là bằng máy, máy cho nó nhanh. Lấy bánh cuốn này sáng ở đây mặt trời chiếu qua đây hơi nắng, quay hơi chối cho chú chị xem thông cảm nha. Gạch nè, cái hơi nước á thổi ra liên tục luôn, cái máy quay hơi màu nó màu màu này. Đổ được mấy hộp luôn ha, coi được để ra được mấy hộp à. À, một cái khuôn như vậy mỗi lần đổ là được tới 5 hộp thôi ha, 5 hộp đổ sẵn. Đây ở đây có thông tin này của chú chị, đây có địa chỉ nè, thì bán trên app, số điện thoại, bánh nước nhân ha. Ở trên app có hết luôn nè nha cô chú chị. Một lần anh đổ cái khuôn vậy là ra được tới 5 hộp rồi. Bánh nước bánh cuốn được có luôn, cho nhân vô rất đều hết. Kiếm ơi, coi trứng cái gì Kiếm ơi. Mình thấy hình như khoảng chừng 2-3 phút là nó chín rồi ha nè. Khoảng 2 phút thì chúng ta bánh cuốn trứng mới để vô. Có hai cái đồ ra bánh đẹp, cắt ra đều luôn á cô chú anh chị. Bánh cuốn bánh nước. Sáng cái hướng mặt trời nó chiếu ngay đây luôn, nắng. Mỗi người hút luôn. Cái này bếp ga nha cô chú anh chị. Lửa ở dưới á, bên trên có hai cái khuôn để vô cái hơi nước á, giống như hấp vậy á. Sáng chế cái máy này độc quá. Bình thường thì tôi thấy mấy cái chỗ kia người ta ổ tráng bằng tay thôi, không có máy. Này máy làm cũng khỏe cũng nhanh. Và phỏng vấn hỏi anh chủ chút xíu nha cô chú anh chị. Đây có cái bảng giá này nha cô chú anh chị, bánh ướt nhân có trên app luôn ha, app nào cũng có hết. Bánh ướt 25.000, bánh ướt trứng 25.000, bánh cuốn 25.000. Đó,
đồng giá 25.000 hết luôn. Bánh cuốn trứng cũng 25.000 luôn nha cô chú anh chị. Địa chỉ là 22 Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7 nha. Vàng ở trước quán, ăn thì đậu xe tại chỗ. Ở đây quán mình mấy giờ bán anh hả? À, mình bán từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối à. 5 giờ sáng, ngày nào cũng bán luôn. Đúng rồi, ngày nào bán. Dạ. Cho mã đi Ráp ơi. Quán này mình bán được lâu chưa anh? Nhưng mà mình bán này cỡ 8-9 năm. Dạ. Cái máy này là mình tự ở nhà mình chế ra mình làm luôn anh hả? À, hay là mình này là tay về. À, nhập về. Thì anh bán rồi. Nói chung là bên đây mình xài máy móc nhiều lắm luôn đó, máy chiếc gốc tự động. Ờ. Dạ. À, nước mắm là cũng máy luôn nè, đóng gói luôn nè cô chú chị. Bán ở đây 5 giờ sáng đến 9 giờ tối nha, ngày nào cũng bán ở chỗ của anh Nhân nha cô chú chị. Ở đây gần chợ Tân Mỹ, số 22 đường Tân Mỹ nha, Tân Phú, quận 7 nha cô chú chị. Đây quay một xíu đồ ăn cho cô chú chị xem. À, nước mắm cũng vô bằng máy luôn nè, không có thành cộng nha cô chú chị. Thấy làm gì là rất là hay ha, rất là nhanh luôn. Đây giới thiệu cho nè, đây có nem nè. Cái này chả bò anh hả? Đúng rồi, chả bò. À, chả bò. Đây bên đây mình giới thiệu cho. Dạ. Đây là chả lụa. Đây là chả chiên. Dạ. Đây là chả bò. Đây là giò hủ. Đây là nem. Bánh tôm. Mọi đầy đủ gồm có 6 món, gồm 4 món chả với nem với bánh tôm. Dạ. Ồ, nhiều lắm nha cô chú chị. Một hộp anh bán có 25 món. Rất là nhiều nhiều đồ ăn luôn. Có đầy đủ hay là gì qua này? Bánh tôm đây nè ha. Bánh tôm. Rồi, tôm đẹp chi luôn. Tôm này cũng thấy lạ hơn những chỗ khác nha cô chú chị. Là mình cuốn đầy đủ lắm anh. Đây một hộp chỉ làm 25.000. Bốn loại chả, nem với lại bánh tôm. Đây rau giá nha. Có hành phi với ớt luôn. Có nhận chưa em? Có nhận bánh của em chưa? Hai cuốn bằng ớt, hai cuốn ớt. À, đây ngoài ra thì chỗ của anh Nhân có bán chả lụa riêng nữa này nha quý khách. Làm xíu nha anh trai. Chả lụa, chả chiên, chả quế nè, họ giò thủ 160.000, 180.000, 250.000, chả bò 250.000 nha, 1kg nha cô chú chị. Trong nhà thì có bàn ngồi ăn rất là sạch sẽ ha. Có đen có mà. Rồi, 25 này. Cái chỗ bên nhà mình bán giờ khá là rẻ nha cô chú chị. À, cũng thấy có phai môn hay gì nè. Dạ đúng rồi. Phai môn. Năm loại chả luôn, bình thường thấy mấy chỗ khác bán người ta không có bán giò hủ nha cô chú chị, với lại chả bò chỉ có hai loại chả này thôi với lại nem thôi, cũng đã 25-30.000 một phần. Ở đây anh Nhân anh bán là 25.000 một phần thôi, nhưng mà có đủ bốn loại chả luôn, nem với bánh tôm nữa, vì cái chả bò này, chả bò này giá khá là mắc so với những cái loại chả còn lại nha. À. Đồng giá hết nha. Ở đây bánh cuốn trứng cũng 25 luôn, bánh thường cũng 25 luôn nha cô chú chị. Chai bên này đổ. Dạ. Thấy ăn một phần 25.000 là đầy đủ hết rồi nè, cả quá trời luôn. Này chỗ của anh bán cả ngày luôn nha cô chú chị, chứ không phải buổi sáng không nha, bán từ sáng cho tới tối luôn á. Mắm cũng vô bằng máy luôn, anh cuốn cuốn máy luôn, đưa vô đây rất là nhanh. Vô trong quay cho cô chú chị xem. Cuốn là nhận nha mèo, là 6 hộp em nhận. 25 anh. Cuốn này đủ cuốn cho lỗ thôi. Dạ,
luôn, đồ ăn luôn, 25.000. Đổ bằng máy mà ra không kịp bán. Bây giờ cái này hết nhiêu? 50, có 50 triệu rồi. Cái đó diện có được. Ủa, đây là 4 hộp mà mày không? Đâu có, mới là anh kêu một cuốn ướp ra này trước, xong rồi anh mới kêu 4 hộp nữa. Rồi rồi. Rồi nó làm bằng cái hộp, anh tưởng không có lập lại đó. Hai bộ một cuốn. Bốn hộp. Rồi, anh hộp đi cho đủ một bộ này của chị bên đây đi. Đợi bánh là bánh ra không kịp mà cô chú chị đổ bằng máy, tráng bằng máy, một mỗi lần ra như vậy là tới 5 hộp luôn mà bán không kịp. Mấy cái chả này cũng ở nhà làm luôn. Dạ đúng rồi, nhà làm. Cái này là bên đây là đang đợi cuốn hả? Ừ, không phải là để cho là mình kiếm bánh nướng anh cuốn lại. Đang đợi bánh ra cô chú chị đó. Đã chiếu, đã chiếu. Thấy là cũng lẹ lắm, có cái chỗ tráng bánh mà người ta tráng không kịp chứ ra đây nè. Con gái này làm rất là nhanh. Chả thì cắt sẵn hết rồi. Lấy đẩy vô giá rau để sẵn luôn à. Bánh tôm ở đây nó hay quá, chiên nó tròn tròn của chú chị, dạng như cái lưới vậy. Chào bánh cuốn nha. Đây nó có hai cái lò thôi nha, hai ba thôi, hai cái nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi để Phương dùng kêu một phần ăn bánh nha Phương giới thiệu. Đây chỗ anh Nhân có cái máy vô nước mắm luôn nha cô chú anh chị, không cần phải ngồi hút tay mà cọp nha. Bấm nút đỏ này một cái thôi. Nút sao đỏ bấm một cái này hả? Đúng rồi. Bung, bấm một cái là bung rồi. Bấm cảm ứng em tưởng nó húng nó hụt vô. Cái này đỡ phải tốn thêm một người ngồi cọp nước mắm nha cô chú anh chị. Đổ khoảng là làm máy không à? Mấy cái máy này là mình nhập về. Đúng rồi máy. Dạ. Nước mắm ở trong cái nồi này hả? Mình pha sẵn mình rồi, mình đổ vô trong đây. Rồi tự động nó hút vô đây nha cô chú anh chị. Rồi nó xuống nước mắm đó. Nó ra bịch xong rồi đóng bịch lại như đây luôn nè. Tốc độ cũng rất là nhanh luôn á. Hết nước mắm đó thì mình một tiếng 960 bịch luôn. Hay quá ha. Bây giờ chú khác phải ngồi cột nè, anh ấy phải đỡ tốn nhân công nữa nè. Nhìn cái bịch nước mắm nó đẹp nữa. Đóng chỗ này là nước mắm vô bịch này nha cô chú chị. Xuống đây nó cắt rồi nó hàng cái miệng lại luôn. Mà chỉ pha nước mắm ở trong đó đúng công thức của mình thôi. Nó ra đúng công thức ở chỗ họ. Sử dụng rất là nhiều nên dạ. nó thành ép nó dơ. Máy bánh cuốn cũng đổ bằng máy, giờ nước mắm cũng vô bằng máy luôn nha. Đây rất là lẹ luôn, một phút chạy gần 1.000 bịch luôn thôi chứ chị, một tiếng chứ, một tiếng chạy gần 1.000 bịch luôn. Để cái rổ đây hứng sẵn. Đây cái bánh tôm này nha cô chú anh chị, chiên cái bánh rất là to luôn ha, nó tròn mà nó to nữa, còn mày bẻ ra bán vô trường hợp tiền hợp ở bên này. Bánh tôm này ăn rất là giòn, rất là thơm luôn nha cô chú anh chị. Hai bên bán luôn mà còn không kịp. Nước mắm đụng. Này vừa mới kêu một dĩa bánh cuốn này nha cô chú chị. Dĩa này 25.000. Có chén nước mắm luôn, nước mắm ớt. Cái món này ngon hay không, nước mắm này cũng quan trọng lắm nha cô chú chị. Đó, để coi trong này nó có gì nha. Bánh tôm, một miếng bánh tôm. Nem. Giò hủ. Chả chiên. Chả lụa. Chả bò. Bốn loại chả luôn. Nem. Đây bánh cuốn nè. Rào giá ha. Chấm thử miếng ăn coi. Có nhiều người ta ăn người ta chấm như vậy hoặc là người ta cho hết nước mắm vô trong dĩa nha cô chú anh chị. Trong này có nhân ha, thịt với lại nấm mèo, củ sắn, cà rốt, nói chung là người ta làm tẩm ướp gia vị đầy đủ cho mình hết rồi. Mời cô chú anh chị mình nha, thử miếng nha. Cái bột nó dai, cái nhân nó rất là vừa ăn luôn, không có bị lạc. Nước mắm này cũng ngon nè cô chú chị, nó không quá ngọt cũng không quá mặn nhưng mà cay lắm. Phương lỡ bỏ ớt rất là nhiều vô đây. Ớt này nó cay kinh khủng. Ít thấy chỗ nào mà bán bánh ướt bánh cuốn mà có cái chả bò này lắm nha, tại vì cái chả bò này mắc gần gấp rưỡi so với mấy cái chả bình thường. Thử miếng chả. Chả bò rất là ngon. Chả bò này nấu ở miền Trung người ta làm nhiều lắm, chả bò Đà Nẵng luôn này kia. Ăn rất là ngon. Chả lụa.
bánh cuốn mà có bán thêm giò thủ nữa cô chú chị. Thường thường này bán bánh mì mới có. Cái bánh này ngon lắm nha cô chú chị. Bánh này ngon lắm, nó dai. Đây người ta làm cái bột này, dai. Cái mắm này cay quá. Tỏi tớ thì hơi nhiều. Mời cô chú chị mình nha. Ngon. Theo nhận định riêng của Phương thì bánh nó sẽ còn ngon hơn mấy cái chả này nữa nha cô chú chị. Bánh rất là ngon. Cô chú chị nào thích ăn bánh cuốn nhiều á, tiêu anh làm khoảng 30 ngàn. Không thấy 30 ngàn thì cái bánh nó cho nhiều hơn. Cái bánh tôm này ở đây chiên rất là giòn, hình dạng như cái lưới vậy đó. Rất là giòn, rất là thơm luôn, giòn lắm. Không biết anh chiên từ lúc nào nhưng mà còn rất là giòn luôn. Còn 25 ngàn, rất là rẻ. Bây giờ cô cho nước mắm vô nha. Nước mắm trong này nó có rau giá luôn, ăn nó ngon hơn của cái gì. Này, cho nước mắm vô hết rồi nha cô chú chị. Sáng giờ chưa có uống nước, cái hổ cổ họng nó cứ ngứa ngứa hoài. Trộn lên cho nó thấm hết nè. Cái nước mắm này người ta làm lạt lạt á, nó pha rồi chứ không có làm mặn nha. Đó, hấp dẫn không? Mời cô chú chị mình nha. Cái ớt này nó cay không? Phương nghĩ nó không cay nhưng mà nó cay. Ngon quá, 25 ngàn phần. Tôi nói là rẻ nha, rất là rẻ luôn á. Tại vì nó có 40 lượng chả bánh ở đây, ráng ngon quá cô chú chị. Bánh cuốn này rất là ngon. Này chị bán đồng quá trời luôn. Không gian trong quán là khách ta ngồi. Rất là ngon. Đây này có rau giá luôn. Chị em chơi sữa hạt sen nha. Dạ. Này có nước uống luôn nha cô chú chị, nước ngọt, sữa bắp, sữa hạt sen đó. Cô chú anh chị ở gần khu vực này thì hoặc là có đi đâu ngang đi nha, ghé mua ăn thử nha. Số 22 đường Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7 nha. Nằm gần chợ Tân Mỹ nha cô chú chị. Cái đường Nguyễn Thị Thập có quẹo xuống đây chạy chừng 50 mét. Rồi cảm ơn. Chú xin chơi sữa hạt sen uống nha cô chú chị.